Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3, ngôi nhà nằm tại đường Nguyễn Thị Định gần vòng xoay Mỹ Thủy, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán dập lửa, cứu người bên trong nhưng bất thành. Vụ cháy làm 6 người tử vong, chủ nhà tên Tâm bị thương nặng. Các nạn nhân còn lại gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội của ông Tâm tử vong. Các lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức huy động nhiều lực lượng, xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phát hiện bên trong có 6 người, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em đã tử vong. Ghi nhận tại hiện trường, đến 6 giờ sáng ngày 30 tháng 3, cơ quan chức năng thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, khi ngôi nhà cấp 4 phát cháy, người dân địa phương đã dùng các thiết bị chữa cháy tiếp cận chữa cháy, gọi cửa. Nhưng bất thành, đám cháy được dập tắt khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, 6 người trong gia đình đã tử vong. Căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 60m² và 5 xe máy cùng các vật dụng sinh hoạt khác bị lửa thiêu rụi. Các nạn nhân vụ cháy bao gồm bà Bùi Thị Loan sinh năm 1969, Lục Kiến Anh sinh năm 1994, Lục Kiến Trinh sinh năm 1996, Bùi Thí An sinh năm 1997, Lục Kiến Nghi sinh năm 2014 và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi. Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Lái cho biết đây là hộ khó khăn của phường. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đang họp để có phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Hiện Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã đến động viên gia đình, chia sẻ với gia đình nạn nhân và chỉ đạo các cơ quan ban ngành chăm lo, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cháy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.